Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Giờ chúng ta sẽ nói về cảm biến chút xíu. Với các bạn cũ thì cảm biến thì nghe rồi, có thể làm những chuyện khác rồi. Chúng ta sẽ nói về những cái bạn mới chút xíu. Như vậy thì cảm biến chúng ta, các bạn đừng có quan tâm nhiều cái vấn đề về cảm biến thật sự là như vậy hay không, thật sự là như vậy hay không, cảm biến có khó như bạn nghĩ hay không, hay dễ đúng không? Thì đầu tiên thì thầy nói với bạn là trong cái thế giới cảm biến thì nó chỉ có hai cái loại cảm biến thôi, nó không có nhiều đâu. Cảm biến gọi là cảm biến gì? Cảm biến treo âm thì cảm biến treo dương mà thôi. Nếu mà chúng ta dò mạch thì chúng ta cũng lấy như mạch ra, chúng ta dò phải chịu khó tập dò mạch, tập vẽ mạch thì mới giỏi được. Đi học sửa mạch là phải chịu khó. Thầy đã nói các bạn rồi, đa phần là những cái bạn mà mới vô học đó, thầy hỏi một câu là có chịu khó không, có chịu khó không? Đúng không? Phải chịu khó mới được, không chịu khó là không cách nào mà học được hết trơn. Có chịu khó hay không? Học chịu khó là gì đó, gì dò mạch vẽ mạch. Như vậy chúng ta sẽ xem coi ở trong cái máy lạnh chúng ta rất nhiều cái bài giảng, rất nhiều cái lý thuyết họ nói về cảm biến, chứ không phải riêng một mình thầy nói về cảm biến, có những cái ông trung tâm dạy nghề cũng nói về cảm biến. Nhưng cái khác của ổng là cái khác của thầy là cái gì các bạn? Cái khác của ổng là ổng chỉ nói về cảm biến khi nó hư, nó đứt, này nó chạp, nó bao lỗi bao nhiêu, nó hư thì đứt rồi nó lỗi nhiều. Và nếu như mà chúng ta hay học thêm mấy ông này mà đi thể sửa bộ mặt á, thì tôi nói thiệt các bạn, thì nói với bạn nghe nè, nếu như mà học theo kiểu mấy ông này á thì các bạn muôn đời các bạn ngồi bằng ế không có làm được. Tại sao? Mấy ổng dạy các bạn là đứt cảm biến, là chập cảm biến, thì vốn dĩ đứt cảm biến và chập cảm biến á thì nó bắt bó là bó lỗi. Và bó lỗi á thì bây giờ thằng thợ cơ vậy nó giỏi rồi, có coi lên Google search, ví dụ như là cái máy chớp lửa bao nhiêu lần thì nó biết là đứt con cảm biến, nó cũng mua con cảm biến nó thay rồi, chứ nó không có chờ tới, nó không chờ tới, không có chờ tới bạn để thay con cảm biến đâu, nó không có đem nó bo tới cho bạn thay con cảm biến đâu, trừ khi nào nó sửa không được nữa mới mang tới cho bạn. Đó là điều quy luật. Còn như khách hàng thì dễ rồi, khách hàng thì nó ok đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nói về cảm biến chút xíu. Cảm biến chúng ta có hai loại, loại treo âm, loại treo dương. Ví dụ đây là cái loại treo dương này các bạn, đây là loại treo dương các bạn, thì đây là con gì, đây là con cảm biến, đây là 5V. Như vậy thì đây là chạy về cho vi xử lý. Nếu như mà các bạn dò mạch, không, nếu như các bạn dò mạch, nếu như các bạn dò mạch thì chắc chắn là các bạn sẽ dò được cái mạch này. Nếu như các bạn nói các bạn dò không được thì đây là các bạn chưa có đủ siêng, chứ không có gì hết. Cảm biến treo dương có nghĩa là con cảm biến nó sẽ có một đầu nó treo lên 5V, thì các bạn tìm trên cái bo mạch của chúng ta đó, tìm trên cái bo mạch chúng ta cái điểm nào 5V thì xem có hai đầu con cảm biến. Thí dụ như trên cái bo chúng ta thì nó không có như vậy, mà trên cái bo nó sẽ khác một chút xíu, có nghĩa là trên cái bo nó sẽ có một cái rắc đúng không? Còn các bạn hỏi tôi vẽ mạch từ đâu thì tôi vẽ vừa cái rắc vẽ vô, vừa rắc vẽ vô. Trước tiên là tôi phải tìm trên cái bo cái điểm 5V và cái điểm 0V trước gì đã. Vốn dĩ hai cái điểm này trên cái bo thì tất cả các hãng và tất cả các nhà xưởng họ đều có nói về hai cái điểm này cả, điểm 0V và điểm 5V cả, ở trên cái bo người ta có ghi. Ngoại trừ những cái bo mà nó quá đơn giản thì nó không có ghi, chứ còn tất cả những cái bo xịn, những cái bo hãng thì nó đều ghi cái điểm 0V, 5V, 12, 15 gì đó, thì trên cái bo nó có ghi. Là do các bạn không chịu xem, hiểu chưa? Về cảm biến có hai loại, loại treo âm, loại treo dương. Thí dụ như loại treo dương thì các bạn thấy đây là cái rắc, thì con cảm biến sẽ cắm vào cái rắc đúng chưa? Cảm biến nó sẽ cắm vào cái rắc. Rồi, như vậy thì cảm biến treo dương có nghĩa là con cảm biến nó sẽ có một đầu nó treo lên 5V. Đúng chưa? 5V. Như vậy thì nếu như chúng ta dùng đồng hồ mà chúng ta để than gì? Than nhân 1 mà chúng ta gọi là than thông mạch, thì có phải là một điểm này nó sẽ thông với một điểm ở trên cái con cảm biến hay không? Phải chưa? Nó sẽ thông với một chân của cảm biến, đây là gọi là cảm biến treo dương. Cảm biến treo dương có nghĩa là chân 5V sẽ thông một chân của cảm biến. Đấy. Còn nếu như mà cảm biến treo âm thì nó, đây là cảm biến treo dương thì nó sẽ có một con điện trở nối xung mạch 0V và sẽ đường về báo về cho vi xử lý và có trục lập nhiễu, đây là con vi xử lý. Đây gọi là cảm biến treo, treo gì? Treo dương. Vấn đề cảm biến treo dương rất đơn giản. Rồi chúng ta sẽ có một con cảm biến thứ hai, đó là con cảm biến treo treo âm, thì nó cũng có một cái rắc, cũng có một rắc, cũng có hai chân đúng chưa? Tuy nhiên con cảm biến gắn vô đây thì nó lại có một con điện trở treo lên 5V và gì, một đầu treo xuống, treo xuống mát. Đây là con cảm biến ở ngoài, đây là cái chạm trên cái bo mạch nè. Như vậy thì cũng báo về cho vi xử lý. Như vậy thì các bạn thấy về vấn đề hai con cảm biến này, một con treo âm, một con treo dương, thì cũng chả có gì lạ cả, không có gì lạ cả. Mục đích của nhà sản xuất thì mỗi nhà sản xuất sẽ có một mục đích khác nhau. Tuy nhiên vấn đề hư hỏng
nó nằm, không phải đứt cảm biến, không phải là chập cảm biến. Tại vì con vi xử lý sẽ báo lỗi khi nào, à, chúng ta phải nói là báo khi nào, báo khi nào, báo khi nào đã, báo khi nào. Con vi xử lý sẽ báo khi nào, thí dụ như là mỗi một số bo nó chỉ báo khi là con cảm biến bị đứt, con cảm biến bị đứt. Thí dụ như đối với cảm biến treo dương, đối với cảm biến treo dương thì khi con cảm biến bị đứt, có phải là giả định là chúng ta đứt đoạn này không? Cảm biến bị đứt đó không lên ký, đó không lên ký, đúng chưa? Như vậy thì các bạn thấy về vi xử lý sẽ là không vo. Như vậy thì vi xử lý nó sẽ phát ra một cái mã lỗi tương đương với cái thương hiệu đó, đó hiểu chưa? Rồi thí dụ như con cảm biến bị chập thì chúng ta sẽ là 5V sẽ chạy thẳng về cho vi xử lý. Đây là cảm biến bị chập. Như vậy thì con vi xử lý nó thông thường của tất cả các hãng xưởng thì nó chỉ phát hiện ra mã lỗi khi đứt và chập mà thôi, đúng chưa? Thì tương tự đối với con cảm biến treo âm nó cũng như vậy luôn các bạn, nó cũng vậy luôn, nó cũng về đứt thì nó sẽ về là 5V, mà chập thì về là 0V. Như vậy thì các bạn thấy thì vấn đề gì các bạn? Vấn đề đó là khi mà cảm biến bị hư thì nó sẽ báo lỗi. Tuy nhiên trong thực tế của chúng ta có nhiều cái máy lạnh nó không hề có sự cố xảy ra như vậy. Và cũng như có một số trường hợp vừa rồi các bạn đem cho tôi một số trường hợp. Ví dụ như bo sáp vừa rồi có một bạn comment trong YouTube hỏi thầy nó chớp 9 nhịp ở bo đuôi là hư cái gì thầy? Hả? Bo sáp, máy lạnh sáp chớp 9 nhịp bo đuôi. Thì trong cái vấn đề mà khi mà các bạn tra mã lỗi ra thì nó nói là vấn đề về van gì, van bốn ngã. Và muốn ngã vừa là van đổi chiều ga. Van đổi chiều ga. Đúng chưa? Ủa, cái máy lạnh của tôi là máy lạnh 1 triệu mà. Làm gì có cái chuyện mà van bốn ngã ở đây? Cái van bốn ngã chỉ dành cho máy nào? Dành cho máy 2 triệu. Tức là làm nóng được, làm lạnh được ở cái dàn lạnh đó. Nhưng mà bây giờ cái máy tôi là cái máy 1 triệu mà làm sao mà có cái chuyện mà van bốn ngã bị hư? Vốn dĩ trên cái máy tôi không có cái van bốn ngã. Thì làm sao van bốn ngã bị hư? Đây, như vậy thì làm sao? Làm sao đây? Câu hỏi đặt ra là sửa làm sao? Sửa làm sao? Như vậy thì chúng ta sẽ nói về cảm biến. Thí dụ như bây giờ chúng ta sẽ có một con cảm biến treo dương. Chúng sẽ mua một con cảm biến treo âm đi ha. Một cảm biến treo âm đi. Ok, chúng ta sẽ nói về cảm biến treo dương. Chúng ta nói lý thuyết xong rồi chúng ta sửa cái bo khách hàng, chúng ta lấy 350 ngon lành. Đúng chưa? 350 ngon lành. Mà vấn đề của chúng ta rất đơn giản, chỉ tốn có vài ngàn thôi. Chúng ta thử nha. Rồi như vậy con đây là con cảm biến treo dương nè. Như vậy thì khi các bạn biết rằng cảm biến, vấn đề cũng cảm biến, chúng ta vẽ ra đối với lại gì, đối với một con cảm biến là 10 kg ở nhiệt độ là 25 độ C, 10 kg ở 25 độ C nhưng ở 30 độ C nó sẽ là 8 kg, và ở 20 độ C thì nó là 12 kg. Như vậy thì bạn thấy điều gì đối với cảm biến? Cảm biến mà càng lạnh thì càng tăng giá trị, càng nóng thì càng giảm giá trị. Đây là quy tắc của bục mở và quy tắc của đá đông. Lạnh thì tăng, nóng thì giảm. Rất đơn giản chưa? Vậy con cảm biến nó chả có gì khó. Như vậy thì các bạn để ý kỹ coi. Đây, con cảm biến là 10 kg, con điện trở nó mát cũng là 10 kg. Như vậy theo chuyện phân áp thì chỗ này chúng ta sẽ đo được là 2.5V. Đúng chưa? 2.5V. Bạn nào chưa biết thì có thể vô cái electric rồi thì các bạn chia tỷ lệ chia điện áp thì ở trên là 10 kg, ok, ở dưới cũng là 10 kg. Rồi giá trị điện áp 5V thì chúng ta sẽ được 2.5V nè các bạn, theo rất nhanh. Hồi bữa này không ai dùng tay nữa, nhanh dùng máy vậy nha. Xong chưa? Rồi như vậy thì các bạn xem, như vậy thì các bạn sẽ thay một cái lý do, một cái ý kiến là khi mà cái dàn lạnh con cảm biến này được gắn trên cái gọi là cái dàn lạnh, nhớ vụ này không, càng nóng thì càng giảm, đúng không? Ok, chúng ta bắt đầu xóa cái này đi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, đây là một cái dàn lạnh nha, đây là cái dàn lạnh, đúng chưa? Rồi đây là đầu vào, đây là đầu ra. Như vậy thì ga sẽ vô chiều nào các bạn? Ga sẽ vô gì? Lạnh nhất ở đâu? Lạnh nhất ở đầu vào, ok, thì lạnh nhất ở đầu vào. Như vậy thì các bạn thấy là con cảm biến nó gắn ở đâu? Đầu vàng hả? Cảm biến nó đầu vàng hả? Và nó đúng sai? Gắn đầu ra hả? Đúng sai? Trước tiên là các bạn đã cứng phần cơ chưa? Trước tiên là thầy hỏi các bạn đã cứng phần cơ chưa đã? Các bạn đã bao giờ các bạn tham gia cái phần cơ, các bạn thực sự đã tham gia phần cơ chưa? Hay là các bạn chỉ nghe người ta nói thôi?
thấy mỗi hãng nó đặt cái vị trí khác nhau hả? Thấy mỗi hãng đặt vị trí khác nhau. Có một bạn. Ừ, bạn mà thì nó là mỗi hãng có một vị trí khác nhau. Phải không? Phải không? Bạn nó nói vậy đúng không? Bạn đặt trên ví vậy thì bạn phải xét lại cái vàng nó như thế nào. Vàng nó hai tép hoặc một tép. Vàng hai tép hoặc một tép. Vàng gờ hay vàng phẳng. Nếu như một cái vàng lạnh mà đây là cái đầu lạnh của chúng ta nè. Đây là cái tường nè, đây là cái đầu lạnh phải không? Đây là cửa gió đi ra phải không? Phải không? Như vậy các bạn hình dung được rồi ha. Hình dung. Như vậy nếu như vàng lạnh mà nó một chiều như vậy xuống cái tay thôi. Đúng không? Thì nó đặt ngay chỗ chính giữa nè. Còn nếu như mà vàng lạnh nó co vô chút xíu, nó gần đây thì nó sẽ nằm dưới đây chút xíu nè. Còn nếu như vàng lạnh mà cái ống ga nó vô chỗ này. Đúng không? Xong nó gòn lên nó về cũng chỗ này luôn. Phải không? Như vậy nó đặt ở đây nè. Như vậy thì cái trọng tâm của nó nằm ở chính giữa. Mình phải hiểu cái chuyện đó. Tại sao nó không đặt đầu vàng, đặt cuối vàng? Nếu như bạn đặt ở đầu vàng thì khi mà ga lạnh bơm vô chúng ta sẽ vô chỗ này đi. Vô chỗ này đi. Chúng ta sẽ vẽ lại cái máy lạnh, cái tường đây. Đây cái tường này. Đúng chưa? Lạnh đây. Như vậy thì ga sẽ vô gì? Vô chỗ này và về chỗ này. Nếu như bạn đặt con cảm biến mà gắn ngay chỗ đầu này thì khi mà máy cái nén nén bơm lên cái là ga lạnh nó tập trung chỗ này. Như vậy thì không bao giờ cái máy thiếu ga. Tại vì đó là hơi lạnh nhất mà, chỉ cần ga vô là chỗ đó lạnh, máy này không bao giờ thiếu ga. Còn nếu như nó đặt ở cuối vàng thì cái máy này thiếu ga thường xuyên là chuyện bình thường. Tại vì nó lên tới đây là lạnh nhất, sau khi quá trình mà cái quạt vàng lạnh thổi đi thì cuối cùng ở đây là còn lại là gì? Còn lại là hơi không ạ. Cho nên là không thể nào mà đặt ở gì ở đầu vàng, đặt ở cuối vàng, mà nó phải đặt ở giữa vàng. Đây là nguyên tắc. Để làm chi? Để giữ vàng để làm chi? Để rằng 50% là lỏng thì 50% là hơi. Đây là mới sẽ là sự ổn định. Như vậy thiếu ga cũng được, cũng biết. Mà dư ga cũng biết. Thì nó mới là quy tắc của cảm biến. Chứ bây giờ cảm biến mà đặt đầu vàng, đúng không? Ra cuối vàng thì không còn là chính xác nữa. Cho nên là các bạn thấy là thường đa số là cảm biến sẽ đặt ở đây. Ở gì? Ở vàng, ở chính giữa. Nó chính là lý do từ đó mà ra. Hầu như là các bạn làm cơ thì nhiều, nhưng không phải là các bạn dở, không phải là các bạn giỏi, mà thông thường là các bạn làm các bạn không có để ý nhiều mà thôi, chứ không phải là dở giỏi gì chỗ này, mà là do hầu như là chúng ta làm chúng ta không có để ý mà thôi các bạn ha, chứ không có dở dở gì chỗ này cả. Vấn đề là nhiều khi làm chúng ta không để ý mà thôi. Rồi ok, đúng chưa? Chứ làm nếu như nói thẳng ra thì dở quá vậy, nó cũng nó dở quá dở thì cũng tự ái. Cái vấn đề tự ái là cái vấn đề của mỗi con người. Có nhiều ông người tự ái là đang đâm ra sân hận và căm hận nữa kìa, tự ái đi ra, đúng không? Nhưng cái đó là cái dở của con người, đúng không? Bớt tham sân si đi là được, đúng không? Nhưng mà chửi mấy thằng dạy người nó dốc là tao chửi bình thường, tại vì đó là tạo phước cho bá tánh, nên tha ta vô địa ngục để cho người ta giải thoát, chả có con mẹ gì sợ hết, đúng chưa? Còn hơn để chúa quỷ, chúa ngục hoặc là sa tăng là nó làm gì, làm phiền thiên hạ. Chứ ok, thì các bạn thấy là con gì, con cảm biến nó sẽ được gì? Gắn ở đây, tao nghe là anh Kiệt nó dạy tao vậy đó, con cảm biến nó gắn đây, ok chưa? Rồi chưa? Rồi như vậy các bạn thấy là khi mà còn bình thường thì con cảm biến này sẽ là 10 kg. Các bạn nghe cho kỹ, vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Bình thường con cảm biến nó sẽ là 10 kg, nhưng mà khi mà cứ dàn lạnh chạy thì ra lạnh chạy qua thì nó sẽ tăng lên hay giảm số, tăng lên số ký hay giảm số ký? Tăng số ký. Chào. Tăng. Ok, tăng số ký lên. Tôi chưa biết là tăng bao nhiêu, nhưng chắc chắn có tăng. Chưa biết là tăng bao nhiêu đâu, nhưng mà chắc chắn có tăng. Như vậy các bạn sẽ suy nghĩ thêm một vấn đề. Nếu tăng số ký lên, ví dụ chỗ này nó tăng lên chúng ta là 20 kg. 20 kg. Như vậy số mol về vi sinh lý là bao nhiêu? Thì số mol về vi sinh lý, các bạn hay có một cái khái niệm là không biết là các bạn suy nghĩ khái niệm như thế nào. Thường thường thầy hỏi là số mol về vi sinh lý bao nhiêu, thì đo ở đâu? Đo mát với vi sinh lý chứ các bạn đo ở đâu? Thầy hay hỏi là thí dụ như thầy hỏi là số mol cảm biến là bao nhiêu, thì bạn đo trên con cảm biến. Số mol về vi sinh lý là bao nhiêu, thì bạn đo ngay cái vi sinh lý. Nếu như bạn đo, nếu như thầy hỏi là em đo cho thầy số mol ngay chỗ con cảm biến là bao nhiêu, thì lúc đó em đặt đồng hồ vô, em đo hai động cảm biến thì gọi là số mol ngay con cảm biến. Còn thầy hỏi là số mol vi sinh lý là bao nhiêu, thì em đặt cái đồng hồ ngay chỗ con vi sinh lý mà em đo. Thì chứ sao mà lại hỏi những cái câu hỏi nó lạ lùng. Vấn đề đơn giản nằm chỗ đó đó các bạn.
chúng ta hình dung nó câu chuyện chưa, hình dung nó câu chuyện không? Thầy hỏi đâu thì đó đó, thầy hỏi là số bon em vi lý bao nhiêu thì lấy má tôi với vi lý, còn nếu số bon cảm biến đâu thì đó, hay đâu cảm biến là xong. Vấn đề đơn giản như vậy. Bây giờ thầy hỏi tiếp nè, nếu như con cảm biến này tăng lên 20 kg vậy số bon nhiều vi lý là bao nhiêu? Con điện giải lấy má là 10 kg, con cảm biến là 20 kg, vậy vi lý là bao nhiêu bon? Đấy, số bon vi lý là bao nhiêu? Nó giỏi, sửa mạch giỏi, nó không có đâu xa hết đó. Nó chỉ vòng vòng quanh quanh quẩn một số cái chi tiết nhỏ thôi. Vậy chúng ta sẽ có một cái bộ mạch đem khách hàng đem sửa thôi. Trên 20 dưới 10, lấy máy tính ra bấm thử xem. Đó, máy tính đâu, điện thoại đâu, điện thoại đâu, điện thoại đâu, lạ luôn. Không có sợ tốn pin, không ai tính, mình tính đi, mình tính cho mình giỏi chứ ai tính cho mình. Đấy, mình tính đi. 1.667. 1.667. Như vậy thì các bạn thấy là von về vị trí giảm không ta? Giảm. Đúng không? Đấy. Đây, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là von về vị trí chúng ta sẽ đo được là 1.616. Ok. 1.616. Như vậy khi mà có dàn lạnh, khi mà có ga chạy qua thì đang là 2.5 V, khi có ga chạy qua thì nó giảm xuống còn 1.616. Như vậy thì chúng ta con vi sinh lý nó hiểu rằng cái này, thí dụ một cái câu chuyện là đúng theo nhà sản xuất, nó sản xuất là khi có ga lạnh chạy qua thật thì 10 kg nó tăng 20 kg là đúng quy trình, đúng quy trình của nhà thiết kế, đúng chưa? Tức là nhà thiết kế nói là ga tao đủ, hệ thống áp suất ổn định, ok. Thì nếu như tao ổn định rồi thì tao sẽ đưa về cho vi sinh lý chúng ta là 1.616. cái này cái lý thuyết nó rất là dễ luôn, nó không có gì khó hết, chỉ có cái là các bạn có muốn học hay không học mà thôi, chứ nó chả có gì trong cái vấn đề mà khó khăn mà các bạn lo lắng trong vấn đề này, hiểu không? Vấn đề nó rất dễ, đúng chưa? Như vậy chúng ta tiếp tục. Như vậy là 1.66 là đủ ga, áp suất đủ, hệ thống ổn định, ok chưa? Chắc chắn rồi chưa? Xong. Như vậy cái máy này hoàn toàn tốt, đúng chưa? Như vậy các bạn suy nghĩ xem, các bạn đem cái bo đi sửa là đi sửa gì, đi sửa gì. Có một loại của có một bạn đem tới cho thầy một cái bo mạch để thầy dễ ra chỗ này. Một cái bo mạch theo như thông thường thì chúng ta sẽ biết là khi có ga lạnh chạy qua thì con cảm biến sẽ thay đổi giá trị. Chúng ta giả định là khi không ga là 10 kg, chúng ta giả định là máy bát 60-80 ha, cho nó dễ. Bây giờ thợ cơ biết bát số bát 60-80 đúng không? Thợ cơ mà không biết bát 60-80 là thằng này không phải thợ cơ, mà thằng này là trong trường học đi ra nó học thôi, tức là nó không biết gì về phần cơ. Chứ nếu như là thợ phần cơ biết bát 60-80 không, 60 là bát vừa đủ chuẩn để bắt đầu lạnh, nhưng mà lạnh yếu đúng không? Và 80 mới là lạnh đủ, phải không? Thấy chưa? Vậy là bát 60 trước đi, bát 60 bé thì như vậy thì nó sẽ tăng lên cho chúng ta là 14 kg. Nếu như bát mà 80 bé đi thì nó sẽ tăng lên chúng ta là 16 kg. Tức là độ lạnh nó sẽ ảnh hưởng số ký báo về vi xử lý. Như vậy rõ ràng là con vi xử lý nó biết được là cái áp suất ga thông qua gì, thông qua con cảm biến, đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng nó khổ một cái, các bạn chuyên môn đem cho mấy thằng thợ sửa bo nó sửa cái chỗ này nè, nó biết là con cảm biến này sẽ thay đổi từ 10 kg cho đến 16 kg, đúng không? Thay vì bây giờ nó sửa cho bạn bằng cách nào, nó thay cho bạn con cảm biến. Nếu như nó thay cho bạn con cảm biến thì bạn biết con cảm biến hư, phải vậy không? Nếu như thay con cảm biến thì biết con cảm biến hư. Nếu con cảm biến hư thì nó không thể nào ăn bạn 150 được, không thể nào ăn bạn 150 được. Tại vì ê, con cảm biến ngoài ta mua có 20 còn mày ăn 150, thấy chưa? Như vậy thay con cảm biến là nó không thay rồi đó, nhưng nó sẽ có cách làm. Như vậy chúng ta thấy là con cảm biến thì nó có hai chân đây, con cảm biến nó có hai chân, là cái bộ con cảm biến có hai chân chứ, phải không? Có phải là con cảm biến sẽ được cắm vào cái đất, phải chứ?
Phải không? Bạn nhìn cái rác xem, nó phải có hai tim không? Có hai tim. Chắc chưa? Chắc ha. Ok, chắc. Như vậy thì nó làm sao? Nó hơi nóng như đây, nó đi kiểm rút tim ra. Rút tim ra, được không? Các bạn cũng thấy rút, chút nữa các bạn thấy nó rút được mà. Rồi xong chưa? Rút tim ra, gắn cảm biến vào lại phải không? Như vậy con cảm biến này thực sự còn có cuộn dây để chống phải không? Phải không? Như vậy thì các bạn sẽ nói là nó chạy không? Các bạn xem. Như vậy khi nó rút bớt một tim ra thì chúng ta sẽ khoanh tròn một cái dây màu đỏ vô đây đúng không? Rồi, mất một tim phải không? Mất tim chưa? Bắt đầu nó lấy một con điện trở dán có giá trị 15 kg. Nó dán dưới hai chân này nè. Và khi nó dán, nó lật cái bụng lên. Tại vì cái màu trắng của cái bụng của nó sẽ trùng gần gần với trùng của cái màu bo. Lúc đó bạn sẽ không nhìn được. Nhưng nó gắn rất khéo, nó gắn ngay chỗ giữa hai cái chân của hai cái mối hàng, nó lễ vô chính giữa của hai cái chân tim luôn, vì các bạn sẽ không để ý. Như vậy nó thành công ăn bằng 150k. Nhưng cái cách làm này rất là ngu. Tại sao ngu? Tại vì lúc đó con vi xử lý nó không hiểu được hệ thống ga nữa rồi, mà nó chỉ hiểu là chỉ có một gì, chỉ một áp suất ga mà cố định mà thôi. Vậy nó không còn hiểu được cái gì với cái gì nữa cả. Đây chính là có cái lỗ tai mà bị điếc. Lỗ tai chỉ để trang trí. Chúng ta hiểu được chưa? Ấy vậy á mà các bạn còn kêu trời anh giỏi quá, anh hay quá. Tôi có đứa em, đứa cháu là anh chịu không, tôi gả cho, gả chi cho thằng lừa đảo vậy? Hả? Đấy, đây là một cái bài học cho mấy bạn. Thật ra các bạn sửa bo bây giờ ai cũng vậy hết á. Vì chén cơm anh áo, vì đâu cháu bánh mì. Phải làm vậy thôi chứ giờ đâu có khác đâu. Bây giờ thay con cảm biến thì được rồi đó. Tại sao các bạn không nói các bạn thay con cảm biến? Tại vì sao? Tại vì thợ bây giờ nó hay quá, bây giờ thấy rồi thay cảm biến nó tự nó thay rồi, nó không có bạn làm đâu. Ok chưa? Như vậy thì các bạn thấy đây là một cách gì? Một cách sửa máy làm phá hư cả hệ thống máy. Lý do, thí dụ chúng ta sẽ có một những cái thí dụ đơn giản. Bây giờ các bạn xem tại sao mà tại sao máy lạnh nó có thực sự hao điện hay không? Inverter nó có thực sự hao điện hay không? Chúng ta phải xem một cái vấn đề inverter có thực sự hao điện hay không. Nếu như cái máy lạnh mà bị dơ, các bạn nói nó hao điện hả? Bạn nào nói nó hao điện giơ tay thử xem. Thí dụ như bạn đã, nếu như bạn nào đó đừng làm cơ, bạn đã sửa qua máy lạnh Bana chưa? Bana inverter chưa? Nó dơ, nó có lạnh không? Nó không lạnh. Vậy cái lốc có em bé không? Cái lốc có em bé không? Quan trọng là cái lốc có em bé không? Lúc đó cái đuôi nóng nó không chạy luôn mà làm sao có em bé? Nó chạy lên cái nó cướp à? Nó chạy lên cái nó báo lỗi hả? Không có báo lỗi. Nó không có báo lỗi, nó chỉ chạy lên cái nó cướp. Người ta nói là không lạnh. Trừ khi nào cái máy như vậy nè, là nó mới hao điện nè, nó chạy nước. Nó mới hao điện. Tại sao? Nó chạy nước là tức là hệ thống đang làm lạnh rất mạnh và nước rất tôm rất nhiều, nhưng mà do dàn lạnh dơ không bị không vệ sinh nó mới chạy nước. Còn nếu như mà nó dơ mà nó không lạnh, nó dơ đến độ mà nó không lạnh luôn thì máy này không bao giờ hao điện, tại vốn dĩ cái lốc có chạy đâu mà hao điện. Chúng ta phải xét một cái vấn đề, phải cầm chi tiết lớn hết rồi. Mấy bạn sửa bo hoặc là mấy ông dạy nghề đừng có nói dốc nói láo thiên hạ nữa, nói đúng sự thật đi. Đúng chưa? Các bạn để ý kỹ coi, Samsung cũng vậy nè. Samsung mà thử nó dơ cái dàn lạnh coi, đúng không? Cái quạt nó quay yếu xìu luôn mà nó không lạnh luôn. Đến nỗi các bạn vô các bạn vệ sinh cái nó chạy lại. Lý do các bạn xem đây, khi chúng ta mở máy lên có phải lóc nó đề lên một cái không? Đề é lên xong rồi xuống nó chạy luôn rồi, hết chạy luôn không? Vậy nó é lên một cái, nếu như dàn lạnh bị dơ, các bạn xem, nếu như bình thường nó chỉ tăng lên 16 kg, phải không? Như vậy có phải là khi nó cũng mở máy lên bắt đầu ga nó sẽ nạp vô vàng không? Nhưng mà cái vàng lạnh này chúng ta bị dơ, nó luồn gió không được. Thứ hai, các bạn biết rằng cái quạt vàng lạnh khi nó dơ nó quay nhanh được không? Nó quay nhanh được. Bạn phải vệ sinh để chi cái lồng nó nhẹ bớt thì nó mới quay nhanh được. Đúng vậy chưa? Các bạn có thấy là khi mà cái lồng nó dơ, thứ nhất quay nhanh không được, thứ hai thổi gió không xong. Tức là nếu như bạn vệ sinh sạch sẽ có thể là gió sẽ thổi đi một cái lượng rất xa,
đúng không? Nếu chúng ta để cái bịch ni lông thì cái bịch ni lông nó cũng sẽ khô đúng không? Còn nếu nó dơ thì sao? Đứng gần thì nó mát, đứng xa thì nó không, gió không tới, phải không? Chúng ta nói nó đúng sự thật ha, tại vì thầy cũng mấy năm làm cơ qua mà, chứ đâu có phải là tự nhiên khơi ra vậy xuống bọt đâu. Cho nên là các bạn ta thấy là không bao giờ thổi gió đi được xa. Như vậy thì gió mà không thổi đi được, ga thì đạp vô vàng mà gió không thổi đi được, như vậy thì có phải là cái sự cố về lạnh ở đây nó rất lạnh không? Rất lạnh, rất lạnh. Như vậy mà con cảm biến nó rất lạnh, nó chạy gì ga lạnh sẽ chạy xuống tới giữa vàng, lúc này con cảm biến vàng lạnh sẽ báo. Như vậy thì nó sẽ báo về cho vị xử lý. Lúc này nói, ê vị xử lý, mày đạp ga nhiều quá rồi đó, giảm ga bớt đi, giảm lượng ga bớt đi, để chi? Để cho ga lỏng, đừng về cái lóc. Nếu mày đạp ga nữa thì tao sẽ đi về cuối vàng, và tao sẽ đi về cái máy nén. Mà máy nén chúng ta là máy nén hơi, chứ không phải là máy nén gì, máy nén lỏng. Cho nên nó cần gì? Bầu tách lỏng, đúng chưa? Cơ và điện tử phải cứng nhắc, thì chúng ta phải giải thích cho câu chuyện người ta mới hợp lý, mới suôn sẻ với nhau được. Chứ còn cơ với điện mà bạn không hợp lý thì bạn sẽ gì? Thua, đúng không? Như vậy thì các bạn hiểu được tại sao, bây giờ chúng ta sẽ nói về tại sao nó không lạnh. Vậy thì khi mà ga tới đây thì các bạn gì? Nó quá lỏng rồi thì nó gì? Nó sẽ gì? Nó sẽ giảm, máy nén sẽ giảm tua. Máy nén sẽ giảm tua đi, giảm tua, giảm tua. Và dần dần tại giới đây dẫn tới tình trạng là không chạy. Đúng chưa? Vừa rồi các bạn có test một cái bo máy lạnh nào đó, các bạn có nhớ không? Khi mà tới phút tăng tua mà ga mà báo về sai thì nó mới cúp. Còn khi mà chưa tăng tua, ga báo về chưa đủ thì nó, hoặc là sai, nó dẫn cho tăng tua. Nhớ là coi cái đó là các bạn test ở trong cái bo máy nào. Nhớ là coi cái tập của mình coi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc cái việc mà cái máy cũng là nhận của khách. À, cái máy cũng là nhận của khách. Đây là cái máy nhận của khách nè. Cái máy nào nhận của khách? Đây, cái máy nhận của khách nè. Đây. 0938937568. Đây là máy của khách hàng mang tới chúng ta sửa. Máy khách hàng mang tới chúng ta sửa. Khi máy khách hàng mang chúng ta sửa thì khách hàng nói một câu rất đơn giản, nó không bao lỗi. Nó chạy lên xong chút xíu nó cúp. Nó chạy chút xíu nó cúp. Như vậy thì các bạn sửa sao? Các bạn đè lốc ra các bạn sửa, các bạn đè xe công suất ra các bạn sửa, các bạn đè khóa bảo vệ ra các bạn đo. Nó đâu có hư, giống gì nó không hư phần đó. Có những câu chuyện nó rất dễ để sửa, nhưng các bạn cố tình hay là không hiểu thì các bạn sẽ làm cho câu chuyện nó thêm nặng nề thêm thôi. Vậy thì khi mà khách hàng mang tới chúng ta sửa sao? Cái bệnh này mà thợ mà kêu đem bo đuôi đó cho bạn sửa thì muốn nơi các bạn sửa không được. Tại vì huống gì hư hỏng nó không nằm ở bo đuôi. Chúng ta sẽ xem. Như vậy thì hư hỏng nằm ở đâu các bạn xem. Chúng ta sẽ vẽ lại chỗ này chút xíu nha. Đây. Chúng ta sẽ vẽ lại chỗ này chút xíu, tại vì nãy giờ nó hơi rối chỗ này. Vẽ chỗ này lại chút xíu. Đây. Cảm biến. Được chưa? Rồi, ok. Con cảm biến này đang trong máy của chúng ta, giả định là 10 kg. Nó mát cũng là 10 kg. Rồi xong rồi nha. Xong rồi. Như vậy thì các bạn thấy một điều, nếu như về 1.6 là đủ ga phải không? Phải không? Nó đang là, nếu như là nó tăng lên, khi mà có ga chạy qua dần là nó tăng lên 20 kg. Tăng lên 20 kg thì về 1.6 là đủ ga. Điều này chắc là xác nhận rồi ha. Nhưng nếu như mà cái dàn lạnh mà ga lỏng quá nhiều, tức là lạnh quá nhiều mà do cái vấn đề mà quạt nó không lòn gió đi được, hoặc là dàn lạnh bị dơ, thì có phải là dàn lạnh nó sẽ lạnh hơn so với bình thường không? Đúng không? Có một số trường hợp dàn lạnh nó đóng đá luôn. Đá luôn. Như vậy có phải là lạnh hơn bình thường? Như vậy thì con cảm biến này sẽ lạnh lên là 40 kg. 40 kg nó nói là lỏng quá nhiều rồi. Lỏng quá nhiều rồi. Phải giảm tua máy nén. Và nếu như trong một thời gian dài nữa mà tôi không thấy có sự giảm ga lỏng thì tôi cúp máy nén tạm thời. Cúp máy nén tạm thời, khi nào mà ga lỏng bớt rồi thì tôi sẽ chạy máy nén trở lại cho anh. Đúng chưa? Như vậy thì về vị xử lý chúng ta, như vậy chúng ta sẽ thấy là vol sẽ tiếp tục giảm. Về 10 kg, 40 kg các bạn tính ra bao nhiêu vol? 40 kg 1 vol. Bao nhiêu? 1 vol. Ờ 1 vol. Nếu như vị xử lý mà nhận giá trị 1 vol thì sẽ xảy ra hiện tượng như thế này, tức là chạy lạnh lên xong rồi một thời gian bắt đầu tự cúp máy nén luôn. Đúng không? Chờ khi nào. Nhưng bệnh này có hai nguyên nhân.
hai nguyên nhân. Thứ nhất là con cảm biến, thứ hai là con tụ. Cảm biến nếu hợp lại cảm biến sẽ tăng như thế này, đúng không? Khi mà vàng bị dớ. Còn khi mà con tụ mà nó rỉ nó kéo xuống sẵn gì? 1.6, 1V thì cũng bị tương tự hai trường hợp. Đúng chưa? Về cái bệnh của máy lạnh Eury mà chạy lên sau một khoảng thời gian xong rồi tự cúp máy nén, có câu trả lời cho bạn luôn rồi đó. Tưởng đâu là khó sửa nhưng mà thật ra cực kỳ dễ sửa. Nó cái vấn đề là bạn nắm được lý luận của nó, bạn nắm được cái lý luận đã, từ cái lý luận bạn phân tích ra thì bạn sửa. Đấy, cái quan trọng nhất là cái lý luận. Lý luận đúng chưa đã? Ok. Như vậy thì chúng ta xem cái bo khách hàng mang tới cho chúng ta. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có hai con cảm biến. Đây, con cảm biến nhiệt độ phòng và con cảm biến nhiệt độ ống đồng. Để các bạn. Đây, chúng ta sẽ lấy cái bo ra. Đây. Đây là con cảm biến nhiệt độ ống đồng nè. Đây là con cảm biến nhiệt độ phòng nè. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ các bạn đo thử xem con cảm biến này là bao nhiêu ký. Bạn đo thử xem, lấy đồng hồ ra đo thử xem. Quen cho mình sửa đồng hồ quen. Đo thử xem. Rồi, nhanh. Nhưng nếu như bạn làm như vậy, bạn tràn 100 ga thì bạn càng chết. Phải không? Tôi nói các bạn học sửa bo mạch, nó khó ở cách lý luận. Khi bạn lý luận đúng rồi thì bạn sẽ sửa ngon lành. Còn nếu không, bạn sửa không có kết quả đâu. Rồi, các bạn đo thử con cảm biến có bao nhiêu ký. Thì mới nãy có đem một con qua đây phải không? Có không? Không, cái bo, cái con đó mới gỡ con bo ra. Hai con nè. Nó về lạnh nửa vàng vậy. Rồi, đó, ok, đo thử xem bao nhiêu ký. Chọt cái đó chửi á. Nhân thợ mà chọt cái đó hả? Chọt cái đó là biết sao? Nó sẽ bị lỏng cái dòng sắp kén. Đúng không? Kêu không chữ mấy thằng này không không ổn. Bao nhiêu ký? 55 ký. Trong khi đó một con cảm biến Eury nó chỉ có 4 ký mấy thôi. Đây chúng ta đo thử xem. À nghe alo. Trời ơi tháng bao nhiêu tháng do sức tiếp thu của em chứ. Em tiếp thu chậm hay tiếp thu mau chứ. Bây giờ em dở quá, bây giờ học 3 năm em cũng chưa nó xuống núi đây chứ đừng có nói gì mấy tháng. Nhưng mà có những bạn người ta thông minh, người ta biết điện tử rồi, học có 3 tuần ta xuống núi rồi. Năm nay 35 triệu em, muốn học thì đăng ký trước, đóng trước 10% đăng ký. Đăng ký trước thì đăng ký trước, xong rồi em đựng cho thầy cái ngày em vô học để thầy sắp chỗ. Chứ bây giờ mấy bạn học càng ngày càng vô nhiều, thầy không sắp chỗ kịp. Thì em nhắn tin qua Zalo đi. Ok em. Bao nhiêu ký? Bạn thấy không? Như vậy đây chính là sự sai của cảm biến. Mà vốn dĩ con cảm biến này sai, bạn gắn vô nó vẫn chạy nha. Rồi gắn con cảm biến bốn mấy chục ký vô đi, kết nối vào đầu vào đuôi xem nó chạy không. Rồi kết nối vào đầu, hỗ trợ cho nhanh. Đây, để cái này qua bên đi nha. Vào đầu, vào đuôi, hỗ trợ nhanh. Rồi cuộn xeo qua thiên để đâu. Rồi lóc đây. Rồi dây cấp lóc. Rồi dây cấp nguồn. Gắn vô. Có gì đã hết chưa? Đi con bộ kia
Chán đâu vậy, chán đâu vậy, chán đâu vậy? 1 2 3 cái đuôi nè, chán đâu? Dự như giật này đó ăn trống con đá. Cái này cũng trụ quạt mà liên quan gì, có trụ quạt với nóng liên quan gì thì giật. Thế nè. Cỡ ngộ ha. Đấy, vốn dĩ sửa một banh bệnh nó không phải là khó. Chúng ta khẳng định một điều, nó sửa một bệnh không phải là khó, quan trọng là lý luận trước. Quan trọng lý luận trước đã. Bạn nào có nhu cầu sửa mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705 do của thầy là 093 115 7788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Trần Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không bán bệnh bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án. Bạn nào có nhu cầu học thì cứ liên hệ. Ở đây chỉ dạy trực tiếp, không dạy online, không dạy Zalo, Facebook, không bán bệnh bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án. Lấy dây kẹp kẹp nhanh nhanh. Đây, dây này, dây này, dây này, dây này. Đây cái dây của tao đâu trong giữa đồng này mày mày. Mày. Mà bây giờ nó lấy ra mày thấy. Còn gì nữa không? À, trước thằng Ti sau đó mày. Thằng Ti vừa tao lục cái vỏ con Ti ra mấy cái kẹp cá sấu của tao rớt ra ngoài nó lụm bỏ vô. Nay tao mày ha, lụm nguyên sợi dây luôn mới ghê. Nói thằng Ti lụm dây dở rồi, không có sợi dây, em có sợi dây luôn. Phải học là phải đi đôi với thực hành, và phải cái lý luận để cho học trò nó hiểu, chứ đừng có hù dọa thay xe công suất, thay có tại thực toán, hù làm gì? Mày hiểu câu chuyện không? Và khi các bạn thấy là con cảm biến diêm bằng nhắn vô, nó vẫn chạy, nó vẫn không báo lỗi, nhưng lóc thì nó không chạy, nó chạy lên một cái khoảng thời gian khoảng gì vài chục phút là nó sẽ giảm dần và nó tắt luôn máy nén, nhưng tuyệt đối không báo lỗi. Tại vì sao? Nó nói một cái vấn đề gì, con vi xử lý bộ đầu chờ cho lượng ga lỏng giảm dần đi thì máy nén sẽ được kích hoạt chạy trở lại. Thế thôi, để chi? Để ga lỏng không về tới được tới cái lốc. Đó là như vậy, cái nguyên văn của bài học là nó là như vậy, rất đơn giản trong câu chuyện để dễ sửa một cái bo máy lạnh. Thì cái dạng như của gì của LG, các bạn đừng có ngại nói chuyện khách hàng về cái cách mà sửa dạng. Chúng ta sửa cho khách hàng, thầy không thích sửa cho thợ đâu. Tại vì sửa cho thợ thì thứ nhất là giá cả nó không có ngon lành gì đâu, đúng không? Giá cả không ngon lành. Thứ hai là ban bệnh mình sửa bao nhiêu ra thì mình nói trên lý luận và sửa thì nó sẽ học được. Như vậy thì có một số bạn nói là mất căn cơ. Chúng ta chỉ sửa cho khách hàng thì chúng ta nói là đây là cái giá trị mà kiến thức mang lại để sửa cho khách hàng thì 350k bình thường, thế thôi. Chứ còn mà kêu sửa cho thợ 350, nó nói là mát lắm, sửa cho nó có cái này rau lắm 150, mà 150 thì phải phá hư cái hệ thống máy của nó nữa mới nó mới chịu. Chứ còn sửa con cảm biến nó không có chịu chuyện đó. Cho nên cái thợ họ rất là dở trong cái vấn đề đó, họ không chấp nhận cho số phận, nó là như vậy. Rồi cái nó bao đầu bao đuôi 1 2 3 lốc vô quạt chưa, quạt không, này quạt AC không cần quạt. Rồi mở nguồn chút xíu nó sẽ chạy, còn thử xem. Nhưng trước mắt là bạn xem nó có báo lỗi hay không. Báo đầu, cái mặt hiển thị báo đầu đâu? Đây, bạn thấy không? Nó không hề báo lỗi. Đó, mặt hiển thị báo đầu nó không hề cho báo lỗi. Cẩn thận. Đấy, nó không hề cho báo lỗi. Bạn thấy chưa? Nó chỉ chạy một hồi là nó sẽ tự cúp máy nén mà thôi. Chứ ngoài ra, báo đầu không hề báo lỗi một cái gì cả. Và khi nó ngưng lại, nó ngưng máy luôn, nó cũng không báo lỗi. Cái khó nhất của thợ sửa bo mạch là gì? Sửa trong trạng thái không báo lỗi. Đó các bạn. Bạn giúp con cảm biến mà có cắm con cảm biến là ăn chưa? Nè, nó báo cái gì nè. Khi mà giá trị số ký mà đạt giá trị cao quá thì nó mới báo lỗi cho mình. Thấy không? Cái này là bao nhiêu? Đây là chục, đây là đơn vị. Lỗi bao nhiêu? 1 2 nè, 3 4 4 40 2 3 40 40 mấy? 43. Đấy.
mấy? 44. Rồi các bạn thấy không? Nếu như số ký đạt không đạt giá trị quá lớn, không đạt giá trị quá lớn thì nó sẽ không báo lỗi cho chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta đạt giá trị như vậy, các bạn đo thử một con cảm biến gen thử xem bao nhiêu ký. 3 ký 7, 3 ký 8. Lúc đó thì các bạn thay vô thì nó sẽ ok cho bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất đơn giản. Đó. Coi còn thiếu gì không nha, thiếu cảm biến vào đuôi không nha. Cảm biến vào đuôi đâu? Chưa gắn cảm biến vào đuôi vô. Chúng ta gắn được con cảm biến vào đầu đi để chấp đổi cho đúng ha. Cái này 50 mấy đúng không? 4. Rồi, lấy con cảm biến vào đuôi gắn thầy đi ha. Đây. Gắn vô. Rồi, mở nguồn nè. Mở nguồn. Ok. Chúng ta chờ chút xíu nó sẽ chạy. Đấy, mở nguồn chưa? Mở. Có kêu cái tiếp gì nữa chứ? Cái gen này nó lỏng lắm nè. Đó, thấy không? Rồi, lóc chạy luôn, thấy không? Khi mà con cảm biến mà chưa đạt giá trị đứt hoặc không đạt giá trị chặt, không đạt giá trị số ký là rất cao thì nó chạy cho bạn đó. Nhưng chút xíu nữa tới cái lúc tăng đua thì bắt đầu nó giảm tốc độ dần. Các bạn có nhớ cái giai đoạn này nó quen cái máy nào các bạn đã từng test qua không? Nhớ lại coi, Ngọc nhớ lại được không? Cái máy nào đụng vào cái tủ lạnh này cái gì? Cái tủ lạnh, nhớ là có phải không? Khi nó đang chạy thì chạy được, nhưng mà chúng ta tăng tới một cái số volt hay giảm tới một số volt nào đó, khi nó tăng tô lên nó mới cúp, nhớ là có phải không? Nhớ là có phải không? Mô tủ lạnh nào đó, Samsung đó. Đấy, bạn thấy chưa? Như vậy bạn đo số volt của nó sai không? Chọt lên đây đo hai đầu coi số volt nó sai không? Đây, số volt bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu volt? 2,7. Rồi, chúng ta sẽ chọt đâu một con cảm biến gen thử xem. Con cảm biến gen thử để đâu, thầy để đâu rồi? Thì thầy mới cầm mà thầy để đâu? Đây đây. Các bạn thấy không? Con cảm biến nó có đứt không? Không. Nó tăng chỉ số cho nó không đứt đâu. Cho nên đừng mơ đứt. Rồi, mở nguồn đo thử xem. Rồi. À, muốn động đất nắp không? Đo thử xem bao nhiêu. Mà bán chậm. Mà mua giống có đầu ra chứ. Mua rẻ rẻ thì chơi chứ, mua có giá đâu có đầu ra đâu. Bao nhiêu volt? Đúng rồi, giờ chị nó chỉ có 1.8 mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy LG nó mà đúng quan chuẩn của nó, chỉ có 1.8 mà thôi. Chứ là có cái giá 2.7. Nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học, khi mà có những cái nhóm nội bộ thì chúng ta sẽ hỏi được cái chuyện này được. Còn nếu chúng ta không có nhóm nội bộ thì chúng ta sợ tìm dữ liệu được. Không ai nói không cả, nhưng mà sẽ vất vả. Vì chúng ta hiểu được nhóm Zalo nội bộ có chức năng gì không? Để hỗ trợ chúng ta những cái cần thiết để mà sửa máy. Giờ là chúng ta sửa xong cái bo này rồi đó. Chúng ta có thể ăn 250, 300 tùy. Bạn tắt đi, bạn mở lại, bạn phải chờ 3 phút nó mới chạy. Phải không? Đấy, chứ nó không chạy liền. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái bo sáp chớp 9 nhịp. Sáp chớp 9 nhịp, gì nó hư chỗ nào? Sáp chớp 9 nhịp, ngoài cái việc mà bị tăng chỉ số, ngoài cái việc bị tăng chỉ số như vậy, có một số cái các bạn nghiên cứu thử xem, có một số con cảm biến nó bị chập hoặc là giảm chỉ số. Như vậy chập mà giảm chỉ số có phải là số ký nó sẽ nhỏ dần không? Nó nhỏ dần. Như vậy nó nói, ủa cái vàng lạnh này tại sao mà không lạnh mà lại bị nóng?
Hình dung ra câu chuyện chưa? Sáp chớp chính nghiệp. Các bạn không nghe, mai mốt các bạn gặp sáp chớp chính nghiệp các bạn không biết cần xử lý. Đó là gì? Khi nó báo gì? Vàng lạnh bị nóng. Bị nóng có nghĩa là con cảm biến của nó, nó chập gần như xuống mát. Nó chập gần như về không. Như vậy thì volt về vi xử lý sẽ gì? Nó báo về vi xử lý là cái vàng lạnh bị lạnh, vàng lạnh bị nóng. Bị nóng. Mà vàng lạnh bị nóng thì chỉ có một khả năng là van 4 ngã hay van 3 ngã gì mà thì nó lộn hồi nãy đó, van 4 ngã, van 3 ngã gì đó. Bị gì? Bị hư. Cho nên lâu lâu sẽ lon cái ga nóng lên trên cái vàng lạnh, cho nên có một số bạn hỏi là lâu lâu cái vàng lạnh phục hơi nóng làm cái, lâu vàng lạnh phục hơi nóng làm cái. Thì đó chính là sự hư hỏng của van gì? Của van đổi chiều ga. Cho nên là nó sẽ chớp chúng ta là chính nhịp. Bo đuôi chớp chính nhịp, bo đuôi báo là hư van 4 ngã. Đấy các bạn, vậy các bạn hình dung được cái câu chuyện chưa? Được chưa? Nó khó gì khó chỗ đó không? Không, chả có gì khó cả. Dựa trên lý luận kiến thức mà chúng ta có được cái kết quả, chúng ta học, chúng ta giỏi, chứ chả có gì gọi là quan trọng. Được không? Cái việc đó là bình thường. Vậy học, ở đây chúng ta học là chúng ta học dựa trên nguyên lý, nguyên tắc để chúng ta sửa máy, chứ không phải là chúng ta nói bằng lý thuyết suông. Kiến thức phải được áp dụng vô thực hành mới đưa ra kết quả. Chứ còn kiến thức mà đưa cho bạn những cái video, những cái tài liệu mà nhờ tới hỗ trợ thì các bạn biến bạc tâm. Như vậy ông đang nói dốc để ông chụp lợi, chứ chả có còn gì, con mẹ gì gọi là dạy học cái này cả. Hình dung ra câu chuyện chưa? Đấy các bạn. Được chứ? Ok. Vậy là chúng ta sửa xong cái bo. Chúng ta có thể lấy khách hàng 250, 350 tùy trường hợp. Thế thôi. Như vậy chỉ đơn giản là thay con cảm biến thôi mà, đâu có gì khó khăn. Bởi vậy thầy mới nói các bạn rằng sửa bo mạch không hề khó khăn. Cái quan trọng nhất của người sửa bo mạch là phải hiểu được nó. Phải hiểu được nó thì mới sửa được nó. Chứ không có cái gì gọi là khó khăn. Nãy giờ các bạn có thấy thử bơm nổ đùng đùng không? Có thấy gì mỏ lết mở nại để búa đập không? Khó không? Đâu có đâu khó. Chỉ đơn giản là gì? Đo con cảm biến đúng không? Đường dây vi xử lý đúng volt không? Sai volt, chỉnh sửa độ đoạn mạch thì nó chạy đúng. Thế thôi. Đấy. Như vậy thôi. Chứ đâu có cái gì mà nặng nhọc mà nó khó khăn đâu. Cho nên các bạn đừng bao giờ nghe lời ai nói sửa bo mạch khó khăn này kia, đừng có nghe người ta. Hãy tin ở chính khả năng của mình. Đó mới là quyền sống. Bạn đi học nghề là bạn học cho bạn, chứ đâu học cho thằng bạn của bạn đâu mà khó hay dễ. Ok, chúng ta kết thúc video. Chúc bạn thành công, cho niềm vui cuộc sống. Bye bye.